Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi một buổi phá nhà của mình. Ngày hôm nay thì mình mới nhận được một căn nhà nằm ở giữa làng. Hiện tại thì sau một hồi di chuyển thì máy của mình đã vào tới vị trí căn nhà cần phải phá. Đây, máy mình thì đang đậu ở ngoài đường để chờ cho bác chủ thu dọn nốt một vài đồ đạc nữa rồi tiến hành phá. Đấy, phá căn nhà này thì bắt buộc phải có kìm và phải mang cái gầu đi để làm bệ và gọn chạc, xúc chạc đi. Đấy, và đây, phía sau mình là căn nhà cần phải phá. Đấy. Căn nhà này có diện tích khá là rộng. Nhà này thì các bạn có thể nhìn thấy trong video là căn nhà có một tầng, một tum và có một cái gian phía trước. Gian phía trước này thì để xe các thứ đấy. Phá bây giờ máy thì phải phá cái gian này trước để lấy chạc đôn thêm lên làm bệ các bạn ạ. Đấy, nhà này thì khoảng 6-70 m2 sẽ được phá sạch sẽ nha. Đây, phía đằng sau nhà này thì có một cái gian nhà bếp. Đây, gian nhà bếp. Gian nhà bếp nhỏ. Đấy, gian nhà bếp nhỏ này và một cái gian nuôi lợn nuôi gà đây. Được lập bằng máy ngói. Đây, cái này thì không đáng ngại cho lắm vì là những phần này thì chỉ cần chạm nhẹ máy thôi là đổ các bạn ạ. Không có gì là phải vất vả về cái khoản này. Đấy. Đây, toàn bộ những căn nhà này thì sẽ được phá và dọn hết đi. Đây, có mỗi cái căn nhà này thì hơi khó một tí. Nhà này thì là một cái gian nhà một tầng, một tum. Phía trên tum kia thì là lập mái ngói. Đây, vào phía sâu trong căn nhà. Đây, phía trong căn nhà này, phần trước này là gian phòng khách. Đây, gian phòng khách có chân. Đây, gian này là gian cầu thang. Đây, lên xem cầu thang xem có gì không. Trước khi đi phá nhà thì mình luôn chia sẻ với các bác rồi là khi mà trước khi mình phá thì mình phải lên trên nhà mình ngó sơ qua địa hình mặt bằng rồi ngó xem là trên nhà này nó cao như thế nào và bao nhiêu tầng rồi xem trên này còn gì không và đặc biệt nữa là ngó xung quanh nhà hàng xóm để khi mình phá thì mình còn có một cái khách quan mình biết rằng là phá từ đâu và khi phá nó có rơi vỡ gì không. Đây, tủ này thì được bỏ hết các bạn nhé. Tủ này nhìn cũng khá là đẹp nhưng mà mục hết chân rồi. Tủ này mình sẽ phá bỏ hết, họ không lấy. Đây này, đây là cái tầng 1 này. Đây là cái tum này, đây là cái tum cầu thang. Tủ này thì được lập bằng bờ xi măng. Đấy, nhưng cái bờ xi măng này nó rơi sang nhà hàng xóm khá là vất đấy các bạn nhé. Đây, và đứng từ phía bên ngoài. Đây, phía bên ngoài nhìn ra, đấy, một cái tum. Cái vỉ này cũng phải bỏ hết đi này. Đấy, nói chung phá hết. Bên kia thì sau này làm lán trại cho công nhân họ ở nên là không phá đi nhé. Đấy, làm lán trại. Đây là tum. Đấy. Tum này thì hạ. Đấy. Và đây là cái lưu ý là đây nó có kính này. Kính nhà hàng xóm cẩn thận không văng vào vỡ này. Đó, khe này thì hiện tại đây này. Đấy, đây này, đây nó có cửa kính này các bạn này. Cái cửa kính thấp ở dưới này này, phải phá cẩn thận không văng vào. Từ cái nhà này thì nó có khe hở. Cái khe hở này thì mình có thể cho phép rơi thoải mái. Nhưng duy nhất ở đằng sau kia nó có cái mái tôn thì đang được các bác lo lót rồi. Đấy. Đấy, mình lên mình phải ngắm nghía địa thế địa hình mặt bằng là như nào. Đấy, đây là coi như là đằng sau kia chỉ vướng đằng kia một tí, lúc nào phá thì kéo vào trong thôi. Còn phía phần đầu ngoài này thì thoải mái. Đấy. Đây, đi xuống. Đằng này thì ra nhà bếp. Đấy. Đấy, mình cứ phải đi ngó địa hình địa thế hết đi xong rồi mình sẽ mới có phương thức phá được. Đây là đại ca của chúng tôi, anh Trường.
Đấy. Và sau khi ngắm nghía địa hình xong, ngắm nghía địa hình xong và xem lo lót lại cái phần máy nhất các thứ rồi và ngắm nghía hết mọi thứ mọi chỗ rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ra lắp kìm để xử lý những phần râu ria, phần ngoài trước bao gồm trụ cổng này, rồi cái phần tường kia để lấy chạc đôn bể lên cao, có thể bóp cái tầng kia. Mà các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. Và đây, sau một hồi đập phá thì toàn bộ cái gian phía trước và một nửa của căn nhà này đã được mình hạ xuống xong xuôi một cách an toàn rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại một nửa của cái gian nhà này và cái phần tung phía bên trên kia nữa thôi các bạn này. Đấy. Khi phá được toàn bộ cái phần gian phía trước và nửa của căn nhà này thì bây giờ lượng chạc nó đã có khá là nhiều. Nên là tầm này thì máy có thể tha hồ với lên trên cái tum kia. Đấy, cái tum này thì không có gì khó khăn cho con máy 140 cả. Đấy. Tum này thì không có mái các bạn nha, chỉ có mái và rô thôi, để nhẹ là đổ thôi. Đấy, phá gần như là hết gian nhà rồi mà mới chỉ có một đống sắt nho nhỏ như thế này. Đấy, quả nhà này chắc chắn là lỗ rồi các bạn. Nhưng thôi, lỗ thì cũng vẫn phải làm. Làm để lấy việc cho máy, lấy việc cho xe làm các bạn ạ. Đấy. Hiện tại thì bên kia thì bác chủ nhà đang tiến hành che chắn cái ô cửa kính cho nó an toàn. Sau đó thì máy mình sẽ tiến hành vào để xử lý nốt nửa gian và cái phần tum còn lại. Đấy. Đây, cái bức tường này thì tí nữa mình sẽ hạ sau các bạn nhé. Độ khoảng lát nữa thì dần phát là cho nó đổ cả mảng luôn, không cần hạ luôn. Đấy. Thank you.
Và đây là những gì còn sót lại của căn nhà một tầng một tum này. Trải qua vài giờ làm việc thì toàn bộ căn nhà này đã được mình hạ xuống xong xuôi an toàn. Đấy. Phần việc còn lại thì mình sẽ tiến hành bóp nốt những cái phần mái và cái phần dầm nhỏ này ra để thu hồi lại sắt. Sau đó thì sẽ tiến hành lắp gầu vào để xúc những cái phần chạc này đổ ra ngoài để hoàn trả lại cái mặt bằng cho bác chủ sớm ngày còn thi công cái phần móng. Đây. Đấy, cái gian phía sau này thì cũng sẽ được phá luôn. Gian này thì chỉ một vài phút nữa là xong thôi. Đấy, ngột ngàng các bác. Nhà này thì phá rất là dễ, nhưng mà mỗi tội hơi buồn. Buồn là không có sắt, sắt rất là ít, chắc đủ tiền uống cà phê thôi. Đấy, cái gian chuồng lợn kia thì cũng phá luôn. Đây, những cái phần mái meo này rất là ít sắt này, thì có râu ri ở đây từ sáng giờ phá hết cái nhà rồi, có được cái đống nhỏ với kia với đống kia thôi. Chắc phá toàn bộ cả nhà này may được 3 tạ sắt. Cái tường này thì lát nữa khi nào mà xúc chạc thì lắp gầu vào là cào đi thôi, không phải bóp. Cái phần này không có gì bóp cả. Đây, những cái phần ô kính ở bên nhà hàng xóm thì an toàn rồi, không ảnh hưởng, không đổ vỡ gì cả. Cái vỡ này 1,5 triệu anh cái là đền có mà toi. Căn nhà đã được mình hãm rồi. Đây, đứng từ trên này các bác nhìn thấy phía sau này. Đây, nhà bên cạnh đây thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Đằng sau nó có cái mái tôn này. Đấy, không có rơi vỡ gì. Đấy. Rồi cứ phá rỡ mà không rơi vỡ gì, không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Gọi là như thế là đã ngon lành lắm rồi các bác. Đấy, đỡ phải mệt, đỡ phải nhức đầu và đỡ phải lo lắng mọi thứ. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóp nốt cái phần sắt này ra, sau đó lấy gầu vào để xúc vận chuyển nốt nha các bác nhé.